Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 18 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin liệu có phải Đảng luôn lo lắng và nghe dân hay không? Trong bài viết Đảng luôn lắng nghe dân để có văn bia muôn đời, tác giả Nguyễn Tuân đã giải thích rằng việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào các dự thảo của văn kiện trình đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam được tiến hành nhằm để tập hợp, phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của người dân trong tham gia hoạch định chính sách, đường lối, chủ trương lãnh đạo, quyết sách quan trọng của Đảng đối với đất nước và sự nghiệp cách mạng, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Người dân làm việc đó một cách tự giác, chứ không hề bị gò ép hay bắt buộc gì cả. Đây là hình ảnh tấm pano cổ động cho đại hội 13 ở huyện Lệ Thủy, Quảng Bình trong cơn lũ lụt vừa qua. Bài viết được kết luận với sự quả quyết rằng việc lấy ý kiến của người dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình đại hội 13 cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo luôn cầu thị tiếp thu cao nhất trách nhiệm trí tuệ của nhân dân, quyết tâm xây dựng các văn kiện của Đảng trở thành văn bia để lại muôn đời sau. Và sau đó thì người dân đã nói gì về điều này? Vào thời điểm đó, các nhà báo độc lập như Nguyễn Ngọc Già đã lên tiếng trên đài FA tại Mỹ rằng trang web này chỉ là một thủ đoạn mị dân. Người dân có góp ý thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không nghe vì họ không bao giờ lắng nghe dân. Bởi do bất cứ nhà nước Cộng sản nào cũng là một nhà nước tiếm quyền của dân và luôn nhìn người dân ở góc độ xấu cũng như coi đó là sự đối đầu. Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng vụ nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương vào tối hôm 16 tháng 11 năm 2020 cũng có nói với đài FA tại Mỹ về ghi nhận liên quan của ông như sau. Thật ra, đây là một cốt lõi, cũng là bị dân mà thôi. Trước đó, đã có một bài dài của truyền hình Việt Nam mà nó định hướng, mạ lị, phê phán những ý kiến đóng góp và đã quy chụp đấy là những tư tưởng phản động. Đó là quan điểm chính thống của Đảng rồi. Họ bưng tai, bịt mắt, không nghe đâu. Nhưng họ buộc phải lên tiếng để nói rằng như là họ thật lòng lắng nghe tiếng nói của người dân. Đấy là sự bịp bợm mà thôi. Theo tôi đánh giá thì không đúng và nó đã trở thành lỗ bịch, dối trá, không ai tin được nữa. Đồng quan điểm với nhà báo Nguyễn Ngọc Già và ông Nguyễn Khắc Mai, nhà báo Võ Văn Tạo đã chia sẻ rằng ông từng rất nhiệt huyết trong việc đóng góp ý kiến trước thời gian Đại hội Đảng lần thứ 10 diễn ra. Và nhà báo Võ Văn Tạo kể lại một bài viết ông đăng trên trang báo chính thống của nhà nước vào khi đó như sau. Ví dụ, khi tôi thấy bắt đầu có chủ trương thành lập Ban Phòng chống tham nhũng, ở Trung ương thì gọi là Ủy ban Phòng chống tham nhũng toàn quốc, giao cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm trưởng ban, và ở tỉnh thì các chủ tịch tỉnh là trưởng ban và giám đốc các doanh nghiệp nhà nước làm trưởng ban. Tôi đã viết một bài đăng trên báo Tuổi Trẻ cuối tuần và tôi bày tỏ sự không tán thành chủ trương như thế. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng khi đó với dàn bộ sậu quây quanh, trong đó có nhiều quan chức đã phải vào tù vì tham nhũng như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Huy Hoàng. Hầu hết các vụ tham nhũng và lợi dụng chức vụ quyền hạn thời Nguyễn Tấn Dũng đều có giá trị hàng ngàn tỷ đồng. Đặc biệt nhất là vụ Vinalize đã kéo sập nền kinh tế nhà nước với một núi nợ xấu khiến ngân hàng nhà nước xem như mất trắng. Ông nói tiếp, tôi trình bày rằng các chức vụ được giao đương nhiên làm trưởng ban, mà bình thường họ đã có quyền lực rất lớn trong việc phát triển kinh tế xã hội và có dấu hiệu tham nhũng rơi vào những người có chức quyền bên phía chính quyền và nhiều hơn cả là phía Đảng. Nhà báo Võ Văn Tạo cho biết thêm rằng ông còn viết nhiều bài báo khác để đóng góp vào ý kiến cho đại hội lần thứ 10 và được đánh giá là những ý kiến mang tính xây dựng. Thế nhưng Đảng đã không hề lắng nghe. Trả lời câu hỏi của đài FA về ghi nhận cá nhân đối với những ý kiến đóng góp của dân chúng tại Việt Nam cho đại hội Đảng lần thứ 13 như thế nào, nhà báo Võ Văn Tạo khẳng định cũng chỉ là hình thức mà thôi. Ông nói ý kiến đóng góp cho những việc gì nho nhỏ thì họ có thể nghe, nhưng những việc lớn thì họ cho rằng vi phạm nguyên tắc xã hội chủ nghĩa và ý thức hệ. Hồi năm kia thì phải, ông Võ Văn Thưởng từng tuyên bố là Đảng không sợ đối thoại và rất nhiều người trong xã hội dân sự và những người trí thức có tên tuổi tỏ ra rất hy vọng trước tuyên bố đó. Nhưng mà cho đến nay đâu có đối thoại gì đâu. Đây là hình ảnh hàng ngàn người dân với hàng chục cuộc biểu tình nổ ra khắp nơi từ hồi tháng 2018 để phản đối luật đặc khu và luật an ninh mạng. Tuy nhiên, Đảng đã không hề nghe dân mà mạnh tay đàn áp các luật ấy cũng như được thông qua. Đài FA tại Mỹ cũng ghi nhận một số cá nhân và tổ chức công khai phổ biến các ý kiến đóng góp cho Đại hội Đảng lần thứ 13, không qua trang web điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13
mà qua các mạng xã hội tại Việt Nam. Chẳng hạn như giáo sư Nguyễn Đình Cống đăng tải một số ý kiến của ông trên trang Facebook cá nhân, hay câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng đăng tải thông tin góp ý cho Đại hội Đảng lần thứ 13 về phiên tòa vụ Đồng Tâm và một số vấn đề cải cách chính trị. Ông Nguyễn Khắc Mai cho rằng việc đóng góp ý kiến của những người như ông mong rằng người dân sẽ lắng nghe. Chúng tôi nghĩ rằng là mình phải nói tiếng nói đúng đắn, đàng hoàng và có lập luận, có suy nghĩ tử tế và có lợi ích cho công việc chung của dân, của nước. Do đó cũng phải lên tiếng. Tuy nhiên, chủ yếu là nói cho dân nghe. Nhưng mặt khác, chúng tôi nghĩ rằng họ buộc phải lắng nghe bởi vì đây là tiếng nói mà chính nó đã phản ánh khuynh hướng tiến bộ của xã hội nhân văn, vì dân, vì nước thật lòng. Chúng tôi hy vọng trong đảng có những người mà chúng tôi gọi là cơ hội cấp tiến thì họ sẽ tìm cách lợi dụng để đưa những ý kiến đóng góp ấy vào những chính sách và giải pháp. Vì thế có thể nói là hy vọng chứ không hoàn toàn tuyệt vọng. Giáo sư Nguyễn Khắc Mai đã nêu lên quan điểm của mình như vậy. Còn từ thành phố Hồ Chí Minh thì Facebook với tên Dân Miền Nam thì bình luận như sau. Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng cướp chính quyền chứ không do dân bầu lên. Nó rất sợ dân và tiếng nói đối lập. Nó coi tất cả mọi đảng phái, tổ chức khác ngoài đảng đều là đối lập, đều là kẻ thù. Do đó, đảng luôn sống trong lo sợ bị kẻ thù lật đổ. Để tránh hiểm họa đó, đảng phải cấm đoán hết. Tội nghiệp là cái đảng ăn ở không được lòng dân, bao giờ cũng sống trong sợ hãi bị dân cướp lại chính quyền và mình sẽ chết. Facebook Dân Miền Nam đã nêu quan điểm như thế. Đây là hình ảnh khi đương quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Trương Minh Tuấn từng chủ biên cuốn sách với tên gọi Phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa về tư tưởng trong cán bộ đảng viên. Tuy nhiên sau đó, ông đã nhận 14 năm tù vì hai tội tham nhũng trong vụ AVG. Khi được hỏi là có gì đáng chú ý chẳng hạn như tính mới trong nội dung của các văn kiện, đặc biệt về các đường lối liên quan đến lãnh đạo, tới sự phát triển của đất nước và kể cả vấn đề về nhân sự, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai nói tiếp như sau. Có thể thấy qua những văn bản gần nhất cho tới hiện nay thì tôi thấy nội dung về bản chất vẫn không có gì mới. Về cơ bản vẫn như cũ, từ nhận định tình hình thế giới cũng không có gì mới, vẫn chung chung, lối mòn như đứng trước bất động, khôn lường, chuyển biến tình hình phức tạp, nhưng cụ thể bản chất của cái khôn lường ấy, cái phức tạp ấy đẻ ra chính sách, chiến lược là cái gì thì không dám nói ra cho rõ. Thứ hai là nói về thành tựu thì nói rất nhiều, nhưng những sai lầm thì hời hợt, chưa dám tự chỉ ra, không dám đi vào thực chất mà chỉ có khái quát, đại thể. Còn những cái cụ thể, thiết thực mà thực chất là sự yếu kém và nguyên nhân yếu kém của sự lãnh đạo của Đảng và bản thân yếu kém của Đảng hiện nay thì không nói rõ. Và những người chấp bút chỉ bổ sung một vài thứ để cố tỏ ra đổi mới, nhưng nhiều chỗ chỉ như là sự chơi chữ, vụn vặt. Những đổi mới thật sự, dứt khoát, lớn và có ý nghĩa thì thiếu vắng. Và có thể nói, cái đó chỉ nói lên một sự thất vọng nếu xem xét kỹ những khía cạnh chiến lược, chính sách, đường lối lớn đó và khả năng đổi mới, cải tổ. Và câu hỏi tiếp tục được đặt ra là hoạch định đường lối có dám đổi mới hay không? Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tái xuất hiện vào hôm 14 tháng 11 năm 2020 tại Hà Nội với bước đi khập khiễng phải có người dìu. Nhà bình luận này nói tiếp, tôi cho rằng việc hoạch định đường lối và cải cách có quan hệ với vấn đề nhân sự và làm nhân sự của đảng cầm quyền. Thực ra, họ vẫn theo một quan niệm rất cũ, đưa ra những tiêu chuẩn hết sức đại khái như yêu nước, có tầm nhìn, lòng trung thành v.v. Nhưng trong thời đại này, sự thể hiện của tất cả những cái ấy là gì thì chưa rõ ràng. Yêu nước có dám đi với dân tộc hay không? Hoặc trung thành thì có đặt lợi ích trung thành với dân tộc lên trên lợi ích của đảng hay thậm chí của quan hệ liên đảng nào đó trong đối ngoại hay không? Còn có tầm nhìn thì có dám thoát ra khỏi tư duy lệ thuộc vào một cường quốc nào đó để mà từ từ tư duy với hành động bứt ra được không và thoát ra khỏi vòng ảnh hưởng đó để đồng hành cùng với nhân dân, dân tộc, đưa quốc gia trở nên độc lập hơn hay không? Và có tầm nhìn thì có dám đề cao chiến lược để gần gũi hơn với thế giới hiện đại, với những khuynh hướng tiến bộ, văn minh hay không? Mà nói thẳng ra là thực sự học tập và học hỏi, áp dụng những kinh nghiệm của các khối, các quốc gia phát triển hơn, văn minh hơn như phương Tây, và cụ thể hơn có dám dân chủ hóa đất nước và xã hội hiện nay hay không? Tôi cũng đã nói chuyện về chống tham nhũng được làm ồn ào, nhưng thực chất thì đó chỉ là nửa vời. Người ta bắt bớ một số người để tạo tiếng vang, nhưng thực chất cũng không nên hồn vì số bị xử lý quá ít ỏi và xử lý không đầy đủ, rốt ráo, công bằng, cân xứng. Đây là hình ảnh ông Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải đã gây ra bao nhiêu tội ác cho hàng ngàn dân ở Thủ Thiêm suốt 20 năm qua, trước để đền bù thỏa đáng, nhưng ông chỉ bị kỷ luật khiển trách
và cách đi cái chức đã bỏ đi hàng chục năm trước. Nhưng vấn đề đáng nói hơn là sự ồn ào đó là theo quan điểm của chúng tôi là ông và đồng sự đã đang xây dựng một thời giai đoạn một đảng cầm quyền có khuynh hướng độc tài, toàn quyền, chuyên quyền, tùy tiện, lấn át công việc của chính quyền, đảng đứng trên cả pháp luật. Đảng lấn áp không chỉ chính quyền mà còn lấn áp mọi hệ thống của nhà nước, quốc hội và chính phủ. Điều này để lại một hệ lụy không đúng đắn và rất khó sửa chữa sau này. Thứ ba là những vấn đề dân coi là tày đình thể hiện với sự lãnh đạo của ông Tổng Bí Thư trong giai đoạn này, đặc biệt trong lĩnh vực tư pháp, đã thể hiện một đường lối và thái độ rất yếu kém và có thể hiện rất rõ qua những vụ xử gần đây dưới nhiệm kỳ của ông Trọng. Trong đó có nhiệm vụ xét xử tái thẩm tử tù như Hồ Duy Hải cũng như xử vụ Đồng Tâm mới đây. Và bản án ở Đồng Tâm như nhiều người dân và trí thức nhân sĩ nhìn nhận, đó là bản án của chế độ. Nếu anh làm như thế, đó không còn là một bản án hình sự hay là dân sự, và hãy nhìn phản ứng quan ngại của quốc tế để thấy rõ điều đó. Ông Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vào trung tuần tháng 2 đã đăng đàn kêu gọi văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13 phải là văn bia. Lời kêu gọi này đã vấp phải sự mỉa mai của công luận vì đa số người dân Việt Nam không hài lòng với sự lãnh đạo của Đảng qua những chính sách không hợp lòng dân. Lời kêu gọi của ông Nguyễn Phú Trọng được dư luận hiểu theo ý nghĩa rằng trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn chờ chờ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, thứ Tư ngày 18 tháng 11 năm 2020 với bản tin Liệu có phải là Đảng luôn lắng nghe nhân dân hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de